cô ơi. Trái cây của cô chua quá à. Chắc con không mua đâu, cho con trả lại nha, con cảm ơn cô. Trời ơi, nè, cái cô này, cô còn trẻ còn đẹp mà. Mà sao xấu nết rồi vậy? Ở nhà cha mẹ không có dạy là đừng có ăn chùa của người khác hả? Ủa cô ơi, thì bây giờ cái trái của cô chua con nó chua mắc mới gì mà cô đem cha mẹ con ra chửi như vậy? Tao nói vậy là còn nhẹ đó. Trời ơi. Ý của tao vậy nè, mày nói chua, chua ở chỗ nào mà chua hả? Thì bây giờ cô ăn thử đi, cô có nó có chua không? Nè, mày đừng có ngang ngược với tao nha. Mày hỏi đã rồi bây giờ mày chê chua mày không mua chứ gì? Không có được đâu. Bây giờ mày cầm cái trái này không nè. Mày đưa tao 100.000, mày muốn đi đâu mày đi. Cô ơi, cô mời cô ăn thử miễn phí không tính tiền. Bây giờ cô ăn thử cô thấy nó chua quá thì con không mua, mắc mới gì bây giờ con phải trả tiền. Bây giờ con không mua nó, cô mời đi. Nè. Đứng lại giải quyết cho xong rồi mới đi nha. Cái cô này. Bộ Thảo. Sao giờ này còn đứng ở đây không đi lên hộp? Thì cái cô này không cho em đi nè anh. Cái gì nữa vậy? Thì cổ cứ làm khó làm dễ, bắt em phải mua trái cây của cổ, mà trong khi trái cây của cổ có ngon lành gì đâu. Nè cô, tôi còn đứng đây mà cô còn nói thêm nó bớt. Nè mai là tôi chưa có đi khỏi chỗ này á. Rồi tôi qua đây, để nói chuyện với cô cho. Cô rốt cuộc là sao vậy cô? Nè, cô coi nè. Đó, cổ lựa trái cây, cô mua trái cây cô đã, bây giờ cổ không chịu lấy. Mà cổ còn nói là tôi chèn ép, tôi bắt ép cổ mua nữa. Thôi được rồi, cô bao nhiêu bữa nay là tôi xui đi nha. Cô kêu cô ăn thử, bây giờ cô ăn thử cô thấy không ngon thì cô không mua mà. Thôi, thôi được rồi, thôi được rồi. Cô bỏ qua cho con bé đi. Tại nó còn trẻ người non dạ. Có gì để con mua cho cô nha. Thôi, bây giờ tôi không cần bán nữa. Mắc công á, người ta nói là tôi chèn ép, bắt ép người ta mua. Cô khoan đã cô. Cô bỏ qua cho em đi. Cái này bao nhiêu tiền để con trả cho. Tôi đã nói là tôi không bán mà. Thôi được rồi, để con gửi tiền cho cô. Gửi tiền cô nè. Rồi, cô cầm đi nha. Có gì bỏ qua cho con bé nha cô. Cỡ như con nhỏ này ở nhà mà con gái tôi á, tôi quýnh cho nó một trận no đòn rồi đó. Cô vừa phải thôi chứ. Thì Thuận mua vừa bán. Bây giờ đồ ăn của cô dở thì con không mua thôi. Thôi Thảo. Thôi được rồi, xin lỗi cô nha. Cái mặt bé xin lỗi cô. Đó, thấy người ta ăn nói lịch sự không? Học hỏi đi nha. Con gái con đứa gì mà ăn nói mất dạy. Cái cô này ăn nói lương lẹo thiệt luôn á. Thôi, anh nói thôi nghe không? Chuyện có chút xíu à. Biết mấy giờ rồi chưa? Tết sắp tới rồi nè, đi lên hộp. Dạ. Rồi, hello mấy đứa. Anh có mua trái cây nè, coi chia nhau ra ăn đi rồi mình hợp nha. Ok, được anh ơi. Ủa anh? Dạ. Mua anh có lựa không? Vợ sao hư hết trơn rồi nè. Không. Dập nữa. Hay là người ta để dưới anh không có biết. Sao cô này bán kỳ vậy ta? À, chắc là nhiều khi bỏ trong bịch ni lông xong trời nắng nóng quá nó hầm nó hư á. Thôi kệ, lựa trái nào ăn được ăn đi. Hư hả anh? Hư. Đó, thấy chưa? Hồi nãy em ăn chua lè chua lét là em hả đứng nghi nghi rồi. Mà anh vẫn giúp bả mua cho bả. Thì hồi nãy anh nghe em nói như vậy thì anh tưởng là em hỏi dữ quá xong em không mua. Với lại anh thấy cô cũng lớn tuổi rồi cho nên là anh mua giúp cô luôn, có nhiêu tiền đâu mà. Vậy anh không có ăn thử luôn đúng không? Ừ. Quýt á, người ta một á là chua, hai là ngọt. Cái này lạch nhách luôn, không có vị gì luôn. Anh mua anh có thử không vậy? Lạc hả? À. Sao nó lạc nhách vậy? Nó không có vị gì luôn á. Thôi nếu mà lạc vậy coi ra lấy muối tôm chấm ăn đỡ cho tụi em. Mà còn em nữa, sao cái vụ của bà đó em không nói cho anh biết? Trời ơi, tôi nói với mọi người biết nha. Hồi nãy á, bà mời tôi ăn thử không tính tiền. Tôi ăn thử xong tôi thấy chua lẹ chua lét, tôi không mua. Cái tự nhiên bà đòi tôi 100.000, chửi quá cho chửi luôn. Anh thấy bảo ông bà chó đòi đẩy nè. Ừ, em nói chắc là bà chối luôn á. Thôi coi như rút kinh nghiệm đi. Ăn đỡ đi rồi mình hợp nha. Tí lựa xài sao. Thôi hợp đi anh ơi. Rồi vậy thôi, hợp đi. Mày để chút nữa em lấy xe đưa sếp đi bơi nha. Nhà có hồ bơi không bơi đều đi đâu bá. Kêu đủ anh em qua nhà bơi đi. Ha. Trái cây đi cậu. Anh. Ừ? Có cô bán trái cây kìa. Mua trái cây ăn cho mát nha. Cô ơi. Ủa cô này hồi sáng anh mua của cổ nè. Cô nhớ con không? Ủa con. Con là cái con ngồi uống nước ở đây hả? Dạ. Trời đất ơi. Cô sống mấy chục năm nay rồi mà cô mới gặp được người tốt như con vậy đó. Dạ. Tại vì con cũng làm những cái chuyện mà trong khả năng của con thôi. Trong khả năng của con là con làm à. Nhưng mà có mấy người làm được như con đâu. Dạ, cảm ơn cô. Trái cây hả con? Dạ cô ơi,
Và sáng á, là lúc mà tụi con lấy trái cây của cô á, đem lên cho mấy đứa nhân viên nó ăn thì có mấy trái bị hư với lại nó hơi lạc á cô. Cô xin lỗi nha, chắc là do trời nóng quá đó. Sao con không đem ra cô đổi cho con? Tại vì tụi con cũng xé ra banh chành hết trơn, tụi con ăn thử rồi nên là tụi con cũng không có đổi, với lại cũng không có nhiêu hết. Vậy dạ. Thôi cô xin lỗi con nha. Dạ. Cô cũng thấy ngại quá. Hay là con mua trái cây đi, trái cây thì cô mới lấy nè. Dạ. Cô bán rẻ bù lại cho. Dạ cũng được. Ủa gì con? Sếp ơi, nhìn cũng ngon quá, hay mình mua đi anh. Ừ, coi thích ăn gì lựa đi. Mua gì con? Có nè, có đủ thứ nè. Cô ơi, quýt này ngọt không cô? Rồi, quýt ngọt ngay à con. Ăn thử nghe. Để cô đưa con thử nha. Dạ, để cho con thử đi cô. Cô ăn thử đi. Dạ dạ. Tại sáng chắc cái trái kia nó bị dính vô cái trái lạc hay cô ha. Sao con? Nó cũng lạc cô. Vậy hả? Trời ơi, vậy chắc là do cái miệng con bị sao rồi đó. Để cho con thử thêm trái nữa nha. Thử coi. Còn mà cô, thử nhiều vậy con cũng ngại quá, thử nhiều vậy tính tiền không cô? Trời ơi, sợ cái gì không biết, ngại cái gì. Dạ. Cứ thử đi con. Thử đi con. Sao? Lạc nhát ra anh. Lạc luôn hả? Cô ơi, chắc là cô... Alo, nghe nè. Rồi, anh biết rồi. Rồi. Đi chạy về công ty, có tác qua lại rồi. Tụi con đi nha cô. Cái đứa này. Nè. Đứng lại. Nè. Hai nhảy kia đứng lại. Cô kêu tụi con hả? Đúng rồi. Có gì không cô? Ủa, tụi bay thích ăn quỵt hả? Cô đang nói cái gì vậy, ăn quỵt gì? Tụi bay ăn thử trái cây của tao. Giờ không có nói nhiều, đưa 100.000 đây. 100.000 gì cô? Thì ăn thử hai trái quýt lần 100.000. Ủa cô ơi, hồi nãy rõ ràng là cô mời tụi con mà. Cô nói là cô không tính tiền. Xong rồi tụi con ăn không thấy vừa miệng thì tụi con đi. Bây giờ cô đuổi theo tụi con, cô đòi tiền là làm sao? Thì ăn thử là phải trả tiền hả? Hồi sáng mơ thì nhỏ kia mày đứng ra mày binh vực đó, vậy bây giờ mày cũng vậy làm sao? Cô ơi, cái này là cô năn nỉ tụi con. Cô nài nỉ tụi con tới ăn thử của cô. Chứ không phải là tụi con cố tình tới. Tụi con xé trái quýt ra của cô ăn. Xong rồi tụi con bỏ đi, tụi con không trả tiền. Ê, của tao đâu phải là của chùa đâu. Ăn thử vậy hoài á, rồi tao bán sao có lợi. Thôi được rồi, bây giờ một ký quýt cô bán nhiêu tiền? 50.000. Cô lấy con ký đi. Là phải trả tôi thêm 100 nữa. Là tổng cộng 150 ngang. Cô yên tâm. Rồi, ký quýt này là 50.000 đúng không? Trả cô 50. Còn 100.000 nữa. Hồi nãy cô thử cô hai trái đúng không? Trả cô lại hai trái. Ê ê, cô lại nha. Mày điên hả? Phải trả thêm 100.000 nữa mới được. Thế cô quay clip không vậy? Dạ đúng anh. Quay đủ không? Dạ đầy đủ. Quay cái gì vậy? Không có gì đâu. Tụi con quay lại cái bằng chứng để con đưa lên công an. Rồi mấy anh công an cho nó giải quyết. Để đòi lại công bằng cho cô. Tụi con ăn quỵt của cô mà. Ê! Đừng mà. Đừng cậu thôi. Đừng cậu. Con thử đi. Dạ. Sáng chắc cái trái kia nó bị dính như cái trái lạc rồi ha. Sao con?